Là ngay cả thị trường trong nước cũng rất chuộng sản phẩm này, là doanh nghiệp đi tiên phong trong sản xuất sản phẩm gỗ tiêu dùng ở Việt Nam, cụ thể là muỗng, nĩa gỗ. Những lợi thế, tiềm năng cũng như thách thức đối với doanh nghiệp làng nghề, nội dung này được ông Trịnh Đức Kiên, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kẻ Gỗ chia sẻ với phóng viên chương trình. Radio đang nói AM, FM nói nhỏ xíu. Trước đây thì công ty của mình đã trong băng thì motor chạy. Và từ một cái cơ duyên mà được vào trong một cái công tác là mình mới hướng về cái ngành gỗ tiêu dùng, thì chia sẻ cái câu chuyện của doanh nghiệp này. Bên mình thì bây giờ công ty đang 11 thì làm xuất khẩu gỗ, nó có những sản phẩm gỗ như Vanet hoặc là cán gỗ để bên mình xuất khẩu Trung Đông với lại các nước châu Á nhiều. Thì cái sản phẩm thứ ba là 2018 thì thật ra thì nó cái khác là một chuyện thôi. Mình thấy đường ốc ao thì nghe nhỏ xíu, mới lấy trong nhà dân ra đó.